Truyện tích năm, ghi chặt tội nhân, không cho đến pháp trường. Ây Bá Đi, một thanh niên mồ côi cha từ nhỏ, nhà nghèo, mẹ phải gửi chàng vào giúp việc cho một ông hoàng ở triều đình. Khi từ giã con, mẹ bắt con phải giữ lời hứa là mỗi ngày phải đọc một kinh kính mừng và lời cầu nguyện. Lạy trinh nữ, xin cứu con trong giờ lâm tử. Chàng vào triều, sống một thời gian, lúc đầu còn tỏ ra ngoan ngoãn, đạo đức, nhưng càng ngày càng bê tha trụy lạc hư đốn. Ông hoàng buộc lòng phải sa thải y, không cho ở trong triều đình nữa. Tuyệt vọng không nơi nương tựa, anh bắt đầu toa rập với bạn xấu, đi cướp của, giết người. Tuy vậy, anh vẫn cứ tiếp tục đọc kinh kính mừng và lời nguyện như mẹ đã dạy xưa. Chàng bị nhà nước truy nã, bắt bỏ tù sau nhiều lần xét xử. Tòa tuyên án tử hình vì đã cướp của, giết người. Trước ngày thi hành bản án, chàng thấy mình quá tội lỗi, làm nhục cho mẹ già vì cái chết đau thương này. Quỷ lấy hình một thanh niên tuấn tú đến thăm và hứa sẽ cứu chàng khỏi chém đầu và bắt chàng phải làm tất cả những gì mà quỷ bảo. Chàng chấp nhận tất cả, kể cả việc từ bỏ Chúa Kitô và các phép bí tích. Sau đó, quỷ buộc chàng phải bỏ đức trinh nữ Maria và cấm không còn được đọc kinh kính mừng nữa. Đến đây thì chàng không nghe và bảo quỷ: "Tao không bao giờ làm việc ấy." Nghe vậy, tên quỷ bỏ chạy trốn, để một mình chàng chịu trận. Ây Bá Đi chạy đến đức trinh nữ: "Xin mẹ cứu giúp tha thứ tội lỗi vì đã chối bỏ Chúa." Với lòng ăn năn thống hối, lệ sầu chứa chan, đến ngày ra pháp trường, tên tử tội đi ngang qua tượng Đức Mẹ, chàng cúi đầu chào và đọc kinh kính mừng và lời nguyện như mọi khi. Lạ thay, mọi người thấy tượng Đức Mẹ cúi đầu chào lại, vô cùng cảm động. Chàng xin được đến hôn chân Đức Mẹ, lấy hình không cho, nhưng quần chúng ồn ào hô to xin cho chàng được đến hôn chân Đức Mẹ trước khi chết. Lạ thay, khi chàng vừa cúi hôn chân Đức Mẹ thì Đức Mẹ giơ tay nắm chặt lấy chàng, chặt đến nỗi không ai có thể kéo ra khỏi bàn tay Đức Mẹ được. Thấy sự lạ quá sức kinh ngạc, mọi người biểu tình hô to: "Xin tha, xin tha." Lý Hình và chính quyền không chịu tha, nhưng toàn dân xô xát biểu tình chống đối, cuối cùng phải chịu thua. Thế là chàng Ây Bá Đi tội lỗi được tha bổng. Chàng hồi hương sống cuộc đời thánh thiện và làm tông đồ của Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi. Lời bàn: Linh Mục Razi, dòng biển Đức, đã kể chuyện này trong sách Các Phép Lạ, quyển 3. Như vậy là đúng. Nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào quyền phép Đức Mẹ thì những chuyện tích như thế không lấy gì làm ngạc nhiên. Có điều là ở mỗi thời gian không gian khác nhau, Đức Mẹ làm những phép lạ khác nhau, có thể còn vĩ đại hơn nhiều. Như ở Fatima, Đức Mẹ làm phép lạ cho mặt trời nhảy múa trước hàng trăm ngàn người thấy. Ở Meru Jorji, Đức Mẹ đã xuất hiện liên tục 25 năm nay, mà nay vẫn còn tiếp tục. Tạ ơn Chúa.